Việt Hoàng xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ nguyên băng tầng 18.14 của đài CBN. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần tin Việt Nam và cộng đồng. thưa quý vị, tàu mang cờ Singapore đâm chìm tàu cá Việt Nam rồi bỏ chạy. Tin đến từ hôm thứ năm 27 tháng 6 vừa qua cho biết, một tàu cá của ngư dân Cà Mau đã bị đâm chìm trong vùng vịnh Thái Lan hôm thứ bảy ngày 22 tháng 6. Các nguồn tin này dẫn lời Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác nhận tin chiếc tàu đánh cá đã bị đâm chìm vào ngày 22 tháng 6 khi đang hoạt động tại một địa điểm cách đảo Hòn Khoai của tỉnh Cà Mau, khoảng 70 hải lý về hướng Tây Nam. Theo những người có mặt tại hiện trường, thì thủ phạm đâm tàu là tàu hàng Ocean Unicorn mang cờ Singapore đã bỏ chạy về hướng biển Thái Lan. Tin tổng hợp cho biết tất cả 7 ngư dân trên tàu cá Việt Nam đã được tàu cá gần đó cứu vớt. Theo tìm hiểu của VOA, báo chí Singapore không hề nhắc đến tin tức này hồi tháng 3, một tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ở khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam cương quyết không chấp nhận đa nguyên. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính thức từ chối khuyến nghị của Cộng hòa Séc tạo điều kiện cho đa nguyên chính trị và dân chủ, bảo đảm cho công dân toàn quyền bầu cử, ứng cử và tham gia các vấn đề công. Theo báo cáo của nhóm làm việc liên hiệp quốc về hoạt động kiểm định định kỳ phổ quát công bố hôm 26 tháng 6, theo báo cáo, tại phiên kiểm định kỳ phổ quát UPR vào tháng 1 vừa qua đã có 291 khuyến nghị được đưa ra cho Việt Nam. Sau khi xem xét, Việt Nam chỉ chấp nhận 241 khuyến nghị, trong đó 220 là chấp nhận hoàn toàn, 21 khuyến nghị chỉ được chấp nhận một phần. Theo báo cáo của UN Việt Nam cũng không chấp nhận những khuyến nghị liên quan đến việc sửa đổi luật tín ngưỡng tôn giáo, luật an ninh mạng và luật hình sự vốn đã bị quốc tế chỉ trích. Việt Nam cho rằng những khuyến nghị này là không thực tế và không chấp nhận vào lúc này. Công an mở rộng điều tra vụ blogger Trương Duy Nhất. Báo Vietnamnet hôm 26 tháng 6 dẫn lời ông Lương Tam Quang, phát ngôn viên của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết đã quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với ông Trương Duy Nhất về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công tại thành phố Đà Nẵng. Theo lời của ông Lương Tam Quang, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi liên quan. Kết quả thế nào sẽ thông báo. Trước đó, báo chí Việt Nam như tờ Tiền Phong, Tuổi Trẻ dẫn lời tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng về vụ khám xét nhà ông Trương Duy Nhất 55 tuổi ở quận Hải Châu để phục vụ quá trình điều tra về việc lạm dụng chức quyền và quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ nhôm. Hà Nội tử hình 3 người vì buôn bán ma túy. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm 25 tháng 6 đã tuyên án tử hình 3 người vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Thông tấn xã Việt Nam cho biết các bị cáo bị án tử hình là Chu Toàn Thắng, sinh năm 1988, Võ Văn Nam sinh năm 1973 và Ngô Thị Châm sinh năm 1972 đều cư ngụ ở Hà Nội. Ngoài ra, một người khác là Mai Ngọc Diệp sinh năm 1976 ngụ tại Hà Nội, bị án 12 năm tù vì tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Việt Nam là một trong những nước có luật trừng phạt người buôn bán ma túy nghiêm khắc nhất thế giới. Người vận chuyển hoặc buôn bán hơn 600 gram heroin hoặc 2,5 kg ma túy đã có thể bị tử hình. Chính phủ nói Việt Nam không là nơi sản xuất ma túy nhưng bị xem là nơi vận chuyển ma túy từ tam giác vàng. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã thu giữ gần 7 tấn ma túy các loại. Tam giác vàng là vùng núi non hiểm trở ở biên giới ba nước Miến Điện, Thái Lan và Lào, hiện sản xuất ma túy đá lớn nhất thế giới cặp đôi đã trả 25.000 Mỹ Kim để nhân bản con mèo yêu quý của họ. Một cặp vợ chồng đã trả 25.000 Mỹ Kim để nhân bản con mèo yêu quý vốn đã ở với họ kể từ khi họ mới cưới cho đến nay. Brian và Ashley Boladick đã quyết định tìm cách nhân đôi chú mèo Cinnabon khi nó sắp đến sinh nhật lần thứ 19. Cặp vợ chồng đã hy vọng rằng con mèo ban đầu sẽ gặp được cặp song sinh di truyền nhưng thật đáng buồn là nó đã qua đời trước khi bản sao của nó cũng được đặt tên là Cinnamon được sinh ra. Thật đáng kinh ngạc, con mèo Cinnamon mới cũng ngủ chính xác ở cùng một vị trí mà Cinnamon ban đầu dùng để ngủ trên gối của Ashley. Được biết, chi phí nhân đôi cho một con chó ở Úc là khoảng 50.000 mỹ kim, trong khi giá cho một chú mèo là 25 đến 35.000 mỹ kim. Madonna có cảnh quay nổ súng hàng loạt trong video âm nhạc God Control. Video vừa được phát hành do Jonas Arkoland làm đạo diễn có tên gọi God Control, một bài hát nhạc pop truyền thống có tiếng súng nổ trong suốt quá trình sản xuất. Trong video, người hâm mộ có thể nhìn thấy nghệ sĩ huyền thoại mặc trang phục lấy cảm hứng từ những năm 1970 tìm đường đến một hộp đêm với một nhóm bạn bao gồm cả nhà vô địch Track Race All-Star 4 của RuPaul, Monarch Exchange. Tuy nhiên, buổi tối khi kết thúc trong bi kịch, một tay súng nổ súng trên sàn nhảy khiến nhiều nạn nhân, bao gồm Madonna đẫm máu và bị thương. Đoạn video cũng có cảnh quay về các cuộc biểu tình kiểm soát súng thật và kết thúc bằng một trích dẫn của Angela Davis với nội dung Tôi không còn chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi tôi đang thay đổi những thứ mà tôi không thể chấp nhận. Madonna đã chia sẻ rằng, ý tưởng của bài hát là tôi đã nói về một điều gì đó rất nghiêm túc, nhưng âm nhạc là nhạc vũ trường. Thật là mỉa mai vì chúng ta thường có thể đến những nơi như vũ trường để vui chơi, để quên, để được tự do và bây giờ ngay cả những nơi đó cũng không an toàn. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin hẹn quý vị lại 8 giờ tối nay để cùng theo dõi bản tin buổi tối. Xin chào và hẹn gặp lại.